Chúng ta lại gặp được nhau và chúng ta sẽ điểm qua một số các cái tin tức buổi sáng. Chúng ta có thể theo dõi ở cái Facebook Ông Già Đầu Tư. Thì sáng ngày hôm nay, SD cũng đã phân tích cùng với chúng tôi về Euro để hỗ trợ cho tất cả những các thành viên đưa ra các cái mô hình để test cũng như là tham khảo. Và đặc biệt ngày hôm qua, chúng ta phân tích về Bitcoin nó đã xuống các cái vùng 64, 65, 66 và thậm chí có thể về các vùng 58, 64. Và sáng ngày hôm nay tôi đã tổng kết và các cái quỹ GFX thì đợt này chúng tôi PR cho GFX và team GFX. Các cái tài khoản có thể đăng ký để mua và bán có thể đánh margin với một cái tỷ lệ an toàn ở hotfx.vn hoặc là xnet.edu.vn, link của chúng tôi. Chúng ta tìm hiểu thật chi tiết ở gfx.com.vn và gfx.asia. Đó. Ngoài ra chúng ta mua Bitcoin ở rimitano.vn là link của team David. Vậy thì chúng ta theo dõi các cái thông số của ngày hôm qua đã được tổng kết, đó, 5864. Và cái vùng của ngày hôm nay thì các cái tài khoản đây là tài khoản thật và đã chốt lời ở các cái vùng 4.248 đô. Hôm nay thì cái việc thuận lợi của sóng nó đi rất là tốt. Thì chúng ta có thể vào kênh video Thế Giới Đầu Tư cũng như là đưa ra các cái thông tin để chúng ta kiểm soát để sao cho nó an toàn nhất, đúng không ạ? Hôm qua thì tôi cũng có phân tích về BTC, ETH, BNB, ETC và Dashcoin. Thì ngày hôm nay buổi sáng tôi có thể điểm qua một số các cái tin tức. Trước khi vào, chúng ta theo dõi gfx.asia là đưa ra một số các cái giải pháp và các cái gói no loss system, hedging system, có thể buy euro bảng Anh, Japan yen với cái tỷ lệ lãi rất là ok, với các cái mô hình robot trade và các cái tín hiệu của no loss system vừa mua vừa bán. Ngoài ra có các quy định các gói chuẩn như là gói 1, gói 2, gói 3, gói 4 với các cái mô hình bảo hiểm và đặc biệt nữa là các cái gói 5 thông qua robot và các cái khách hàng kiểm soát tài khoản của mình với các cái link IB như là XTB, Hot, Forex, Xnet, NFX và NotFX, rất là nhiều các cái để chúng ta có thể tự quản lý tài khoản của mình. Nếu mà chúng ta theo dõi trực tiếp ở các cái mô hình tại Facebook, YouTube và team của David sẽ hỗ trợ cho tất cả mọi người. Chúng ta đừng quên ấn subscribe kênh YouTube và Facebook để theo dõi giá trong cái mùa Covid này để chúng ta có được cái tỷ lệ an toàn nhất. Sóng của ngày hôm nay chúng ta theo dõi của Euro, của Bitcoin, bảng Anh và đặc biệt là giá vàng. Thì hôm nay chúng tôi bắt đầu đi vào phân tích chi tiết. Chúng ta xem ngắn hạn thì chúng ta đang kỳ vọng giá vàng sẽ phá cản để chúng ta có thể mua breakout hoặc là chúng ta đạt được cái mức cản ngưỡng ở cao để chúng ta có thể bán ra, gọi là đón đỉnh để chúng ta ăn được cái số pip, cái sóng hồi, sóng điều chỉnh khi mà nó đạt cản. Có rất nhiều phương pháp đánh, người ta mua và chờ rất là lâu, nhưng có những người thì đánh ngắn hạn và trong một cú swing của điều chỉnh về giá thì người ta có thể ăn ở một cái số pip đủ để một con sóng hồi cho người ta chốt lời. Thì kỳ vọng của chúng ta ngày hôm nay đối với các cái cặp commodity hoặc là hàng hóa hoặc là dầu thì chúng ta có các cái tin tức. Tin tức là nguồn OPEC là sẽ cắt giảm sản lượng 4 đến 5 triệu thùng một ngày. Đây là một cái tin tức tốt cho giá dầu, hỗ trợ cho dầu, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể theo dõi ở VN World Sheet để chúng ta theo dõi toàn bộ tất cả các cái tin tức, đúng không ạ? Ngoài ra thì team David cũng có quảng cáo ở trên này với các cái bài PR marketing, đúng không ạ? Bitcoin Cash hay là rất nhiều các cái bài khác thì nó sẽ list ở trên này. Thế thì chúng ta có thể theo dõi. Tới đây sẽ mở các cái dự án như là so sánh các sàn cho mọi người, đúng không ạ? Pip compare để cho mọi người có thể theo dõi chi tiết. Tuy nhiên tôi và ekip cũng đang và sẽ và chỉ tập trung vào các cái quỹ và các cái mô hình giao dịch để cho các khách hàng an toàn hơn. Đấy là cái mà mục đích của chúng tôi, sao cho các quý khách hàng là gì ạ, đảm bảo cái vấn đề no loss, tức là không thua lỗ. Đấy là yếu tố quan trọng nhất của tín hiệu tại GFX,
mong rằng khách hàng sẽ không bị thua lỗ. Nếu thua lỗ là gì ạ? Là chúng ta sẽ rất là khó gặp được nhau. Do vậy là gì ạ? Mục đích của GFX tạo ra đó là no loss system. Đúng không? No loss system, một trong những cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể đưa ra các cái tín hiệu để chúng ta gặp nhau một cách lâu dài. Và tuần này thì chúng ta đón chờ và dình giá ở giá gold, đúng không? Và giá dầu. Tuy nhiên ở cái video này thì tôi có thể theo dõi cùng với mọi người về giá tổng quan. XRP đã có một cái cú bật xuống rất là sâu ở 0.17.96, một cây nến dài, và cây nến này có sự rút chân. Từ cái việc rút chân này chúng ta có thể thấy được là giá có sự hồi mạnh và lực đỡ tại thị trường châu Á buổi sáng hôm nay với Trung Quốc và Hàn Quốc, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Nhìn ở các cái con sóng có một cái lực rút chân là chúng ta biết được là gì ạ? Lực mua theo price action, đúng không ạ? Theo dõi bóng nến thì có một cái lực đỡ rất là mạnh. Neo cũng như vậy, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Nếu ai bắt đáy, chúng ta có thể theo dõi và xem xét được các cái mô hình bắt đáy. Tuy nhiên đó là sự nguy hiểm của thị trường. Do đó chúng ta buộc phải bán ra khi mà đạt được cái tỷ lệ sóng hồi, người ta gọi là xuôi theo chiều sóng, thì sẽ tốt hơn. Chúng ta theo dõi sự phá cản của ETC. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã phân tích. Vậy gần như ngày hôm nay là Bitcoin và Ethereum nó cũng theo cái con sóng của Bitcoin mà thôi. Vậy thì chúng ta làm gì? Hiện tại trong ngày hôm nay chúng ta tuyệt đối tránh mua vào, bởi vì mua vào chúng ta chỉ ăn được cái số pip nó ngắn thôi. Tuy nhiên chúng ta chờ cái tỷ lệ bán ra thì sẽ tốt hơn cho cái việc là các cái mô hình sóng nó đúng chiều sẽ tốt hơn. Chart hay BNB chúng ta đạt cái tỷ lệ 13.9. Do vậy điểm bán của chúng ta là gì? Đúng không? Chúng ta cũng đang theo dõi rất là nhiều các cái thông tin để chúng ta xem được cái độ hồi của giá nó về đến đâu. Cái việc hồi của giá cũng như là phá cản sau khi kết thúc cái nến 1 giờ, tức là chúng ta còn khoảng độ 10 phút nữa, nếu trong trường hợp nó giữ nguyên ở các cái mốc mà nó đã xuống thì có thể gì ạ? Nó đã phá cản. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta theo dõi chi tiết của Bitcoin, chúng ta sẽ thấy sau khi cái lực đánh xuống rất là mạnh với các cây nến dài, đúng không ạ? Cụ thể giá từ 7148 rất là sớm, sáng nay 4 giờ sáng chúng tôi đã dậy và theo dõi và giá đã phá cản ở các cái vùng biên độ hẹp là 6766, lập tức là gì ạ? Xuống sâu một cây nến để gần như là giết long. Những khách hàng chắc chắn là Binance nó sẽ thống kê ở cái stop out cũng như là liquid, tất cả những cái thanh lý của tài khoản như này là họ sẽ thanh lý rất nhiều các cái mô hình giá của giá long. Và từ đó chúng ta thấy sau khi kết thúc nến 1 giờ tại H1, chúng ta thấy các cái vùng cản của giá đã bay qua các cái vùng mà tôi khoanh tròn ở đây. Do vậy nếu nó giữ được, đúng không ạ, các cái mốc này trong vòng 1 giờ, lập tức là gì ạ, nó có thể đánh xuống tiếp. Vậy cây nến sóng hồi nó sẽ có cái tỷ lệ cái vùng 6600 và 6400 và 6500. Thì đây là những cái tỷ lệ mà chúng ta theo dõi được các cái xu hướng của Bitcoin khi mà có cái sự điều chỉnh. Đấy là cái sự mong muốn của chúng ta đối với một cái con sóng là gọi là xuôi chiều. Còn những người mà giao dịch mang tính chất là lướt sóng ngắn, đúng không ạ? Họ sẽ tính toán các mức cản, các khung thời gian ngắn hơn ở 5 phút hay 15 phút. Thì tuy nhiên là gì ạ? Đấy cũng là một trong những cái phương pháp mà họ gọi là bắt đáy. Tuy nhiên đối với chúng tôi thì mong muốn rằng là gì ạ? Các khách hàng biết được các cái vùng cản. Đây là một cái vùng cản rất cứng, cái sự hỗ trợ rất là cứng. Khi nó vượt qua cái vùng này rồi, lập tức là gì ạ? Giá nó sẽ bung xuống và bây giờ nó phải vượt qua và nó giữ được ở các mốc này, nó test đi test lại ở trong các cái vùng giá mà tôi đang khoanh tròn ở đây. Do vậy là gì ạ? Team sẽ đưa ra rất nhiều các cái mô hình để chúng ta biết được các cái cách để chúng ta có thể theo dõi. Từ đó chúng ta xem được giá Ether vùng 1.54, đúng không ạ? Ở đây cũng có thể chúng ta nhìn thấy được các cái vùng giá đang test và trong vòng 6 phút nữa khi giữ được cái mốc giá này, lập tức là gì ạ? Nó coi là chinh phục các mức cản của giá ở vùng 1.54 để nhắc đi nhắc lại và nó sẽ tìm về các mức cản ở vùng 1.41. Từ đó chúng ta theo dõi rất là chi tiết. Thì trên Facebook chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều các cái bài phân tích, đúng không ạ? Euro. Và hy vọng rằng những khách hàng có thể liên lạc Zalo trực tiếp với chúng tôi để tìm hiểu và đưa ra các cái giải pháp đối với GFX.
và chúng ta đừng ngần ngại có thể đăng ký tại gfx.com.vn và gfx.asia để chúng ta tìm hiểu các quỹ gfx để sao cho chúng ta có cái tỷ lệ giao dịch an toàn. Xin được cảm ơn mọi người và hẹn ở video tiếp theo.